Và xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay em có một chiếc xe Lexus GS 300 sản xuất là 2006 nhập khẩu nguyên chiếc Đăng ký tên tư nhân, biển thành phố Với ngoại thất của chiếc xe cực kỳ đẹp với ngoại thất là màu trắng Nội thất ghế da màu kem à, Xin lỗi anh chị các bạn, nội thất ghế da là màu đen anh chị nhé Xe đang có mặt tại cửa hàng là Gia Huy Auto Địa chỉ đơn vị là số 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội Làm bánh với quãng đường là 100.000 km với đầy đủ những cái tính năng option như là hệ thống loa mắc, chìa khóa thông minh cùng rất nhiều tính năng tiện ích an toàn. Đây là những chi tiết tổng quan về chiếc xe thì em sẽ quay qua cho anh chị và các bạn có thể tham khảo về một chiếc xe hạng sang của thương hiệu Lexus mà tầm giá bây giờ nó chỉ khoảng 500 triệu, hơn 500 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Những chi tiết đường LED của nó vẫn giữ được đẹp về nguyên dáng cũng như là sơn si còn rất tươi. Các phần mép lối mép càng của chiếc xe rất là khít anh chị ạ Một mẫu xe hạng sang với tầm giá rất là hợp lý rồi Ở phần đuôi xe đây nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là hệ thống cảm biến Những chi tiết đường LED của nó vẫn còn rất đẹp từ những phần đèn này Em sẽ quay kỹ chi tiết cụ thể về mẫu xe để anh chị và bạn có thể tham quan Xe đơn vị bán ra thì luôn cam kết cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục đăng ký, đăng kiểm. Nên anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ em, em có thể giao xe toàn quốc cho các bác nhé anh chị nhé. Những phần bậc cốp này rồi những phần cốp này anh chị bạn thể thấy rất đẹp. Sợ anh chị đợi em một chút em sẽ dùng chìa khóa mở để phân mở cái phần cốp lên. Đấy, sau đây em sẽ mời anh chị và các bạn cùng tham gia quan về phần trong cốp này. Với cốp của chiếc xe nó sử dụng là cốp cơ anh chị ạ. Từ những phần keo chỉ đinh tán để các bác có thể tham quan và đánh giá cùng em là xe nó có bị đâm vai hay không những đường led này để bác có thể nhận định và đánh giá em luôn quay đầy đủ những cái phần góc cạnh của chiếc xe để anh chị ở xa có thể là tiết kiệm được cái thời gian đi lại và giúp anh chị và các bạn có thể chọn lựa chiếc xe mình ưng ý nhanh nhất đây là những đồ nghề theo xe vẫn còn và bây giờ em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tiến qua Và không gian ghế ngồi ở không gian hàng ghế thứ hai một mẫu xe cực kỳ đẹp hạng sang cái thời điểm mà anh chị các bạn năm 2006 và lăn bánh chiếc xe này thì cũng rất mất nhiều tiền đấy ạ. Đây là những cái phần hệ thống mở cửa thông minh bốn cánh cửa này. Rồi bên trong đây với hệ thống ghế là của chiếc xe sử dụng là ghế lì. Có bệ tì tay, cửa gió điều hòa trung tâm không có cửa sổ trời. Những chi tiết uh, ghế lì của chiếc xe thì nó vẫn còn rất đẹp. Ở ghế lì thì nó sẽ có uh, nhược điểm một chút là khi mà mình không vệ sinh sạch sẽ nó sẽ có mùi rất là hôi. Còn nếu anh chị và các bạn nào mà có nhu cầu thì mình có thể là độ thêm bằng cách là mình bọc cái da Cái này thì nó cũng rất là dễ thôi Đây là những cái chi tiết đường led về hệ thống cánh cửa, cánh lái của chiếc xe anh chị có thể tham quan cùng em Với những phần keo chỉ này, rồi là những phần tap ly bọc da, rồi là ốp gỗ Các phím điều chỉnh chức năng của chiếc xe vẫn còn rất là đẹp Tay lắm cửa với những chi tiết để các bác có thể đánh giá cùng em ốc bản lề này, mọi chi tiết vẫn giữ được độ đẹp. Đây nó có một cái phần rất hay anh chị ạ, các phím điều chỉnh chức năng nó lại có thể là kéo ra kéo vào. Với phần rửa đèn pha rồi là dèm điện, những các phím bấm điều chỉnh đều làm trong đó anh chị có thể là thu gọn lại. Đây là những phần hệ thống ghế chỉnh điện này, tem mát của nhà sản xuất anh chị nhé, phiên bản nhập trung đông. mọi chi tiết tem mác vẫn còn nguyên cho anh chị bạn thấy là toàn bệ về, về khung gầm của chiếc xe thì nó còn nguyên bản không hề có hiện tượng đâm va đây là những cái chi tiết về các phím điều chỉnh hộp để đồ này rồi là các chế độ điều chỉnh để anh chị có thể điều chỉnh chiếc xe một cách dễ dàng với các phím bác có thể tham quan các chế độ cần số của chiếc xe thì nó sử dụng là cần số zigzag anh chị ạ với các phím điều chỉnh chức năng bên trên đây là với màn hình giải trí này rồi là các phím điều chỉnh điều hòa đề lộ bộ lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng phía dưới thì nó có lại cái set cruise control đầy đủ những cái tính năng công nghệ an toàn của thương hiệu Lexus và với chiếc xe Lexus GS 300 sản xuất là 2006 đăng ký lần đầu là 2019 hiện đang được đơn vị giao bán cho chị và các bạn với mức giá là 595 triệu còn thương lượng giảm giá khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Các bác có nhu cầu có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em có thể giải đáp và đưa cho anh chị và các bạn những thông tin hữu ích nhất để anh chị và các bạn có thể là chọn mua chiếc xe cũ không bị đâm va, không bị ngập nước. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Anh chị và các bạn cần thông số của chiếc xe thì có thể truy cập ngay tại web autocayhoi.com. Em có cập nhật đầy đủ cho anh chị và các bạn về giá bán này, thông số của chiếc xe ở tại web. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mẹ hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.